Trong một chiều lạnh giá ở Thường Châu, tuyết trắng phủ khắp mọi nơi. Bất chấp thời tiết khắc nghiệt như thế, thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo vẫn ra sân với tinh thần quyết chiến cao nhất. Tuy nhiên may mắn đã không đứng về chúng ta khi phải nhìn đối thủ nâng cúp vô địch. Sau chiến lịch sử mà bóng đá Việt Nam đạt được tại sân chơi châu lục, vẫn có không ít ý kiến hoài nghi về thực lực của bóng đá Việt Nam. Tuy nhiên truyền thông Trung Quốc đã lên tiếng và cho rằng Việt Nam đã là thế lực của bóng đá châu Á. Tờ Sina viết, U23 Việt Nam không hề may mắn, họ vào đến chung kết nhờ thực lực, tinh thần quả cảm trong từng trận đấu. Từng pha bóng, chúng ta có những điểm giống Việt Nam, họ cũng gặp bất lợi trong các phán quyết của trọng tài. Nhưng hãy nhìn cách họ thi đấu, cách họ chắt chiu từng cơ hội, từng pha bóng, cả đội lên công về thủ nhịp nhàng, liên tục bị dẫn trước, nhưng chưa bao giờ người ta thấy sự nao núng, mất tinh thần trên khuôn mặt các cầu thủ Việt Nam. Hãy học U23 Việt Nam, họ khác chúng ta ở chỗ thi đấu bằng cả trái tim. Trong khi cầu thủ Trung Quốc chỉ biết than thân trách phận, đổ lỗi cho trọng tài, trong mắt nhiều người, có thể các đội tuyển bóng đá Việt Nam yếu. Nhưng chẳng có giải đấu nào mà một đội yếu đi vào đến trận chung kết. Bóng đá Việt Nam mấy năm trở lại đây bỗng nhiên trỗi dậy như một thế lực của bóng đá châu Á. Con đường đi tới World Cup của Trung Quốc lại có thêm một hổ lớn chắn lối.